tôi có dịp đi cùng lại với con trai của ông Thuê để mà lên thăm cái chỗ thờ Thuê. Ở đây chỗ này hết sức là đẹp, hết sức là tốt. Và tôi rất cái hình mà ông Thuê để ở trên chỗ này cũng hết sức là giống ông từ hồi còn trẻ còn sống, hết sức là duyên dáng và y như là lúc còn sống. Tôi nghĩ tìm được cái chỗ này để mà để cho sau này mọi người nào mà mến thương ông Thuê lên tới đây để mà viếng thì hết sức tốt, cho thỏa lòng thương nhớ. Và cũng để thỏa mãn cái lòng ngưỡng mộ và cũng xứng đáng với cái sự nhớ thương của mọi người. Tôi thấy một người như ông Thuê là cả một cái đời người đáng nhớ, đáng cho mọi người nghĩ đến. Và chắc ông cũng có linh hồn, còn ông còn sống còn biết thì cái linh hồn đó cũng được thỏa lòng với cái sự thương nhớ của mọi người. Tôi hết sức xúc động và tôi hết sức cảm ơn con cháu ông, những người quen của ông đã đưa tôi lên đây để thăm ông Thuê. Thì tôi rất lấy làm mang ơn. Và nếu có dịp nữa, có người nào nữa trong quen biết lên đây nữa thì tôi sẽ thỉnh thoảng sẽ lên thăm ông thường hơn. Như vậy tôi mới thỏa lòng. Đã hết rồi.